Đến 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 7, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương khống chế vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn, thiêu rụi nhiều tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, người dân phát hiện xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh bốc cháy dữ dội nên hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do gặp vật liệu dễ cháy và thời tiết khô hanh nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội, tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an huyện Bình Chánh đã điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các hộ dân sống lân cận đã được di tản ra ngoài. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.